Cái con mắt của mình bây giờ nó tím ngắt như thế này nè, cổ mình một đống vết xước nè, bây giờ sao mình đi quay nữa hả các bạn? Háo hức đi cao đao đón năm mới, Nono bị một nhóm thanh niên tác động vật lý, tím cả mắt, đỏ cả cổ. Đêm qua, trong khi người người nhà nhà kéo nhau đi cao đao đón năm mới, thì TikToker đang gặp phải nhiều lùm xùm trong thời gian qua là Nono lại gặp chuyện không may. Theo như lời Nono chia sẻ, anh đã bị một nhóm thanh niên không biết vô tình hay cố ý tác động vào mặt và cổ, khiến cho TikToker này phải quay trở về nhà và lên video khóc lóc, vừa kể lể về sự cố, vừa lên tiếng đe dọa nhóm thanh niên nên chủ động xin lỗi vì anh đã quay được bằng chứng trong điện thoại. Bây giờ tím mặt em hết trơn nè, bây giờ qua năm mới thì sao em làm ăn gì nữa hả? Nè cổ đồ nè, mọi người á, mọi người làm gì, mọi người vô tình hay mọi người cố ý gì em không biết. Nhưng mà bây giờ á, cái mặt em nó tím lên một bên đây nè, thì sao giờ? Em có quay được bằng chứng ở trong đây nè, anh chị á. Tìm được em á thì xin lỗi em liền đi nha. Rất nhiều khán giả khi biết chuyện đều đồng loạt để lại ý kiến, dù biết rằng nhóm thanh niên kia làm sai nhưng cũng là luật nhân quả cả. Có người còn để lại lời cảm ơn vì thanh niên nào đó đã ra tay nghĩa hiệp. Tuy nhiên cũng không ít người nghi ngờ có thể đây lại là một content bẩn mới của nam TikToker tài tiếng và lắm trò này. Khán giả của 8TV nghĩ sao về tình huống này? Cùng chia sẻ suy nghĩ của mình xuống bên dưới phần bình luận cũng như tiếp tục like, share và subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.